chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Nguyệt, hiện là giám đốc của Nhật Nguyệt Spa. Bên công việc bên mình là chuyên chăm sóc và điều trị các loại da. Đồng thời bên mình cũng cung cấp máy móc cho tất cả các thẩm mỹ viện và spa. Mình là hiện tại mình là gương mặt vì cộng đồng của cuộc thi Thần Tượng Doanh Nhân 2017. Đến với cuộc thi thì Nguyệt được học hỏi và giao lưu tất cả các anh chị doanh nhân trên toàn quốc. Tôi cảm thấy đây là cơ hội thiết yếu, cần thiết cho những doanh nhân giống như chúng tôi. Xin cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo và tất cả mọi người đã ủng hộ nhiệt tình cho cuộc thi chúng tôi vừa qua.